Chào mừng tất cả quý bác khách hàng đã quay trở lại với Trà Tiên Lầu trong phiên live ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 1 tháng 11 năm 2023. Trà Tiên Lầu xin kính chúc tất cả các quý bác khách hàng chúng ta tháng mới có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và gặp nhiều may mắn. Nhân dịp cái ngày mùng 1 đầu tháng, Trà Tiên Lầu có một chương trình tri ân đặc biệt gửi lời cảm ơn tới tất cả các quý bác khách hàng trong thời gian vừa qua đã tin tưởng và ủng hộ các sản phẩm trà của Trà Tiên Lầu. Và hôm nay thì Trà Tiên Lầu sẽ có một cái ưu đãi rất là đặc biệt cũng như là nhân tiện. Hôm nay Trà Tiên Lầu vừa mới thu hái được một cái mẻ trà móc câu và mẻ trà tôm nõn và trà búp ngon. Thì Trà Tiên Lầu muốn chia sẻ cho các bác nhà mình chúng ta về cái dòng trà đó đậm đà thơm ngon của vụ đông. Để các bác nhà mình chúng ta, bác nào đã và đang gần hết trà rồi thì có thể là ủng hộ cho Trà Tiên Lầu để được nhận cái phần quà may mắn cho ngày mùng 1. Và các bác nhà mình chúng ta yên tâm nhé. Mặc dù Trà Tiên Lầu tặng quà nhưng cái chất lượng sản phẩm không hề thay đổi. Dòng tiền nào phù hợp với loại trà đó chứ chưa bao giờ tặng quà mà giảm chất lượng sản phẩm để gửi cho các bác nhà mình bao giờ cả. Bởi vì Trà Tiên Lầu luôn đặt cái chữ tâm và chữ tín lên hàng đầu. Thế nên là các bác nhà mình chúng ta tuyệt đối là chúng ta yên tâm nha. Đấy thì khi các bác nhà mình chúng ta mua từ 1kg trà bất kỳ thì Trà Tiên Lầu sẽ tặng 100g trà cùng loại. Khi các bác nhà mình mua từ 2kg trà bất kỳ, Trà Tiên Lầu sẽ dành tặng cho quý bác khách hàng chúng ta một bộ ấm pha trà trên chất liệu thủy tinh, bên trong là có một cái lớp màng lọc inox để chúng ta cho trà vào bên trong và chúng ta pha đủ thời gian thưởng thức thì chúng ta bỏ cái màng lọc ra để cái nước trà chúng ta thưởng thức dần. Đấy, cái bộ này rất là tiện các bác nhà mình nha. Đấy, và khi các bác nhà mình mua từ 3kg trà bất kỳ, Trà Tiên Lầu sẽ dành tặng cho các bác một cái hộp tăm trên chất liệu lưu nghiến có trị giá 250.000 đồng. Đấy, và khi các bác nhà mình chúng ta mua từ 4kg trà bất kỳ, Trà Tiên Lầu sẽ dành tặng cho các bác một bộ tống và lọc trên chất liệu gốm sứ Bát Tràng, rất liệu cao cấp, thị trường đang có giá 400.000 đồng nha các bác nhà mình nhá. Đấy, và các sản phẩm trà của Trà Tiên Lầu sẽ đóng gói theo yêu cầu của các bác. Túi 200g, túi 100g, túi 500g và những cái túi ấm nhỏ 10g như thế này để các bác nhà mình chúng ta có thể tiện lợi trong việc tặng quà này, tiện lợi trong việc pha chế cũng như là thực sự rất là sang trọng đúng không các bác? Đấy, và các bác ơi, nhân cái ngày mùng 1 này cũng như là nhân cái ngày mà Trà Tiên Lầu vừa mới làm xong được các mẻ chè ngon như vậy thì các bác nhà mình chúng ta tội gì mà không đặt hàng đúng không ạ? Và thời điểm bây giờ đang là cái thời điểm cuối năm rồi. Đấy, các bác có nhu cầu mua sắm quà trà biếu tặng cho người thân, cho đồng nghiệp, cho bạn bè, cho đối tác của mình thì có thể liên hệ đến với Trà Tiên Lầu. Đấy, Trà Tiên Lầu có rất nhiều mẫu mã đẹp sang trọng từ bình dân đến cao cấp để các bác nhà mình chúng ta có thể lựa chọn nha các bác nhé. Đấy, và một lần nữa thì Trà Tiên Lầu xin cảm ơn tất cả các quý bác khách hàng chúng ta đã đồng hành với Trà Tiên Lầu trong video ngày hôm nay. Chúc các bác nhà mình chúng ta nhiều may mắn, nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của Trà Tiên Lầu ạ.